Mình chào tất cả các bạn nha. Nay mình sẽ review cái con máy 13HB các bạn. Máy này của chú Phục ở bên Nguyễn Ngọc Hiển à. Máy này thì chú gắn cái đùm bông mai các bạn. Gắn đùm bông mai, còn cái nắp thì chú chưa có làm các bạn. Chú chỉ có gắn cái đùm bông mai thôi à. Và chú xài cái bơm xăng các bạn. Thì bình xăng dưới luôn ha. Chú gắn cái đùm cái bơm xăng cái đùm xăng dưới. Cái máy nó rất là gọn nhẹ các bạn. Chiến dịch thì chú chạy chiến dịch AB Thái luôn nha. Dịch AB Thái. Chú chạy cái sắt lắp 16 nha các bạn. Sắt lắp 16, dịch AB Thái nha. Không có cái bình xăng trên, nhìn máy rất là gọn các bạn. Vỏ này thì vỏ trọng sĩ 5m4 nha. Chú nói chú có làm cái lái, vớt cái lái các bạn. Có làm cái lái hơi nha. Rồi, bắt đầu chuẩn bị test máy các bạn. Test máy chú Bụt nha. Rồi, giật máy cho chú quay. Test máy 13 chạy các bạn. Ở nhà các bạn ơi. Hôm nay mình chia sẻ cái video về con máy của chú Phục nha. Máy 13 độ bình bông mai, vỏ trọng sĩ 5m4 các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nha.